vừa qua tại hà nội ban quản lý dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu dung quất đại diện cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu bình sơn bsr đã cùng với đối tác amec foster well energy limited của anh ký kết hợp đồng đầu tư tư vấn thiết kế tổng thể feed thuộc dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu dung quất Nhà máy lọc dầu Dung Quất được thiết kế để chế biến 100% sản phẩm dầu thô từ mỏ Bạch Hổ với công suất chế biến 6,5 triệu tấn dầu thô một năm, bắt đầu đi vào vận hành thương mại từ tháng 5 năm 2010. Việc đầu tư dự án nâng cấp mở rộng nhà máy lọc dầu Dung Quất được chính phủ chấp thuận với tổng mức chi phí đầu tư mở rộng và nâng công suất nhà máy trong thời gian tới khoảng 1,813 tỷ đô la Mỹ. Sau khi thực hiện nâng cấp mở rộng, công suất chế biến nhà máy tăng lên 8,5 triệu tấn dầu thô một năm và sẽ tiếp tục được tối ưu hóa tăng trong quá trình thực hiện hợp đồng tư vấn thiết kế, chế biến được các chủng loại dầu thô thông dụng trên thế giới.